Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ bảy thường niên, ngày 20 tháng 2 năm 2023. Lạy Cha đứng đây lòng trắng ẩn, đứng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, nhưng con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha, vì Cha là đấng thương xót. Lòng tin thác vào Chúa không bao giờ tan úa, lòng tin thác vào Ngài mãi mãi không bao giờ nhạt phai. Lòng tin thác vào Chúa không bao giờ tan úa, lòng tin thác vào Ngài mãi mãi được hạnh phúc lâu dài. Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ bảy thường niên, ngày 20 tháng 2 năm 2023. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta bước vào tuần lễ mới. Xin chúc anh chị em và các bạn tuần lễ mới vui tươi, bình an và tràn đầy ân sủng lòng Chúa thương xót. Chúng ta dâng lên Chúa tuần lễ mới, công ăn việc làm, sức khỏe, mọi dự án của cá nhân, của gia đình và cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành, đặt tất cả vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ bảy thường niên. Bài đọc 1 trong sách Huấn Ca chương 1 câu 1 đến câu 10. Khởi đầu sách Huấn Ca: tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa, và khôn ngoan vẫn ở với người đến muôn đời. Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu, ai đếm được cho hết. Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan, ai dò cho thấu. Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật, sự hiểu biết anh minh đã có từ muôn đời. Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai, và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan ai nào biết rõ. Chỉ có một đấng khôn ngoan rất đáng sợ ngự trên ngai của người, đó chính là Đức Chúa. Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình, nơi mọi phàm nhân. Theo lòng quảng đại của người, và người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Chúa là vua hiền trí, Chúa mặc oai phong tựa cấm bào. Chúa là vua hiền trí, Chúa mặc oai phong tựa cấm bào. Người lấy dũng lực làm cân đai, Chúa thiết lập địa cầu không lay chuyển. Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa, Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời. Lạy Chúa, thanh trí Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực lên toàn thanh thiện, triền miên qua mọi thời. Hallelujah, hallelujah. Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco chương 9 câu 14 đến câu 29. Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông và các kinh sư
tranh luận với các ông. Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào người. Người hỏi các môn đệ: anh em tranh luận gì với họ thế? Một người trong đám đông trả lời: thưa thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng thầy, cháu bị quỷ cầm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là cháu vật xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi. Người đáp: ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin, tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi. Người ta đem nó lại cho người. Vừa thấy người, quỷ liền lay nó thật mạnh. Nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó: cháu bị như thế từ bao lâu rồi? Ông ấy đáp: thưa, từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì thì xin chạy lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Đức Giêsu nói với ông ta: sao lại nói nếu thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin. Lập tức cha đứa bé kêu lên: tôi tin, nhưng xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ: thần câm điếc kia, ta truyền cho ngươi, ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa. Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói nó chết rồi. Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy và nó đứng lên. Khi người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng người: tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người đáp: giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín để không lung lay trước những sự khôn ngoan của thế gian, những lý lẽ của thế gian, những lý sự của thế gian làm cho chúng ta đôi khi bị chao đảo. Có nhiều người niềm tin không vững là vì thiếu sự học hỏi, thiếu sự hiểu biết. Đức tin Chúa ban, nhưng mỗi ngày mình phải học hỏi để hiểu biết. Mỗi ngày mình phải học hỏi để thêm yêu mến, học hỏi để hiểu biết, học hỏi để yêu mến và học hỏi để gia tăng lòng tin. Tôi ví dụ, bây giờ anh chị em biết tôi, mà càng biết nhiều hơn, biết rõ hơn thì anh chị em càng vững tin hơn. Tao biết ông đó mà, mày cứ tin đi, tao bảo đảm cho mày đó, ông đó thế này, ông đó thế kia, vân vân. Ông ấy nói vậy nhưng mà tao đâu biết ông là ai đâu mà tao tin. Thế không ạ? Mình không biết sao tin được. Và thứ hai nữa, khi mình biết rồi, mình cũng chưa tin nổi. Nhưng mà thực sự, mày tin ông ấy đi. Tại sao vậy? Tại vì ông ấy rất thương mày. Mày không biết chứ, ông ấy thương mày lắm. Vậy hả? Vì nếu mà người ta biết mình, người ta hiểu mình và người ta yêu mình thì mình càng tin người ấy hơn. Có đúng thế không? Đúng thế không ạ? Tôi biết các bạn mới gặp nhau, chưa hiểu nhau, đã tin được chưa? Chưa. Mới làm ăn thì tôi mới biết anh mà bây giờ lấy gì để mà tin anh, để mà ký hợp đồng này, hợp đồng nọ, hợp đồng kia. Tôi bảo đảm cho. Sao anh dám đứng bảo đảm? Vì tôi biết ông đó, tôi biết nó từ nhỏ, còn ghê vậy. Tôi biết nó từ gia đình nó, từ anh em, chị em nó, tôi biết hết. À vậy thì được.
không chơi được đâu. Sao vậy? Tôi biết nó tính tình nó kỳ lắm, đó không có thật đâu. Nó xã giao lắm, nó sởi lời lắm. Thôi, chơi vậy thôi chứ đừng có làm ăn gì nha, tôi nói trước. Có nhiều người tôi cũng đã nói rồi mà không tin, cuối cùng bị bể, cuối cùng bị lỗ, cuối cùng bị thua. Đến khóc lóc bảo cha ơi thế này thế kia. Và tôi đã nói rồi mà có người đó không tin được đâu. Mà nó không làm ăn được đâu. Nó nói giỏi lắm, nói hay lắm, nói miệng lắm mà chỉ có nói thôi. Không tin được. Thì thưa anh chị em và các bạn, mình càng phải học hỏi, hiểu biết nhiều bao nhiêu thì lòng tin của mình được tăng trưởng hơn bấy nhiêu. Và một điểm nữa là mình càng gần gũi, càng tiếp xúc nhiều bao nhiêu thì càng yêu mến nhiều bấy nhiêu, phải không? Tôi biết các bạn, lúc đầu chúng ta mới biết nhau, chưa biết, chưa tin, chưa yêu, chưa mến. Mình tìm hiểu nhau, hỏi han, nói chuyện, càng ngày càng hiểu biết hơn và gặp gỡ nhiều, gia tăng lòng mến hơn. Ta mới nói là xa mặt thì cách lòng. Xa mặt cách lòng. Lâu lắm rồi không gặp, thôi rồi gặp nhau rồi chào hỏi mấy câu rồi bây giờ biết nói gì nữa giờ. Lâu quá rồi không gặp. Cho nên đứng với Chúa cũng vậy thôi. Đối với Chúa cũng vậy. Các bạn muốn gia tăng lòng tin, muốn gia tăng lòng tín thác mà các bạn vẫn nói lập đi lập lại là lạy Chúa Giê-xu. Con tín thác vào Chúa. Con tín thác vào Chúa mà các bạn không lần chuỗi lòng thương xót Chúa, mà các bạn không đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, các bạn không học hỏi hiểu biết về lòng thương xót Chúa, lấy gì tin, lấy gì yêu, lấy gì tín thác, phải không? Có nhiều người nói lòng thương xót Chúa mà sao nói mãi không hết, bao giờ cạn, bao giờ cho cạn được, bao giờ cho hết được. Vì mình càng yêu mến và mình thì càng khám phá ra người yêu của mình có nhiều cái điểm hay, phải không? Mình càng tin tưởng, mình càng khám phá nhiều cái điểm hay nơi người đó, và càng khám phá điểm hay thì càng thêm tin tưởng, và càng thấy những điều tốt nơi người ấy thì mình càng thêm yêu mến. Và cứ như vậy học hỏi để hiểu biết, để tin tưởng, để yêu mến. Cứ như thế, cứ như thế. Cho nên đừng bao giờ cho rằng tôi biết Chúa đủ rồi. Cũng đừng bao giờ nói rằng giáo lý kinh thánh của tôi vậy xài được rồi. Cũng đừng bao giờ bảo lòng thương xót Chúa tôi nắm rồi. Có đâu. Có đâu. Chúa là đấng vô cùng. Chúa là đấng hằng hữu. Chúa là đấng vô biên. Mình là loài thụ tạo. Tất cả đều rất giới hạn. Sự hiểu biết của mình, lòng tin của mình, lòng mến của mình, như cha đứa bé ngày hôm nay nói: tôi tin nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Tôi tin nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Phêrô cũng đã xin với Chúa rằng: xin Chúa gia tăng lòng tin cho con. Nếu con có đức tin bằng hạt cải thôi, con cũng có thể biến ra lệnh cho núi từ trên mà đi xuống biển, hoặc là cho cây từ chỗ này đi chuyển sang chỗ khác. Thưa Thầy, con tin nhưng xin Thầy gia tăng lòng tin cho chúng con. Vậy thì mỗi ngày mình đến mình cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, lập đi lập lại lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa, cũng có nghĩa là mình nói với Chúa: xin Chúa gia tăng lòng tin cho con. Ông ấy thấy lòng tin của mình yếu kém khi mà Chúa Giê-xu nói với ông ấy, và trong cuộc đối thoại ông ấy nói rằng là nhiều khi Đức Giê-xu hỏi: cháu bị như thế từ bao lâu rồi? Ông ấy đáp: thưa, từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì xin chạy lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Nếu Thầy có thể làm được gì? Một lời cầu nguyện, một lời cầu xin với Chúa mà tự giới hạn Chúa lại, tự giới hạn lòng tin của mình lại. Không biết làm được hay không thôi. Nếu có thể làm được gì xin chạy lòng thương mà cứu giúp. Nói chứ chạy lòng thương mà cứu giúp thì được.
nhưng mà lại kêu nài đến đấng mà mình lại tự giới hạn đấng ấy trong chuyện là nếu ngài có thể, có nghĩa là 50-50. Phải không? Phải không? Không, không chắc là Chúa có làm được hay không, mà nếu có thể mà. Thôi anh ạ, nếu có thể được thì anh vô anh nấu giùm tôi miếng cơm, nãy giờ giảng đói quá rồi. Cha nói sao nếu có thể, con là đầu bếp mà cha nói nếu có thể là thế nào? Nấu anh nhà hàng năm sau mà vô đây nghe giảng, mà vì cha bảo là nếu có thể mới nấu cơm được, cha coi thường con quá. Vì đối với một Thiên Chúa mà trong bài đọc 1 ta thấy tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Thiên Chúa và khôn ngoan vẫn ở với người đến muôn đời. Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu, ai đếm cho được hết? Bạn đếm được có bao nhiêu giọt mưa không? Đếm được bao nhiêu hạt cát trong sa mạc không? Đếm được bao nhiêu giọt nước ở biển khơi không? Ai đếm được? Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan, ai dò cho thấu được? Vậy mà bảo là nếu có thể à? Một Thiên Chúa như thế mà bảo là nếu có thể à? Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật, sự hiểu biết anh minh có tự muôn đời, gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai? Và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan ai nào biết rõ? Chỉ có một đấng khôn ngoan rất đáng sợ ngự trên ngai của người đó, chính là Đức Chúa. Ngài đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình, nơi mọi phàm nhân. Chúa ban cho ai? Theo lòng quảng đại của người, người rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến người. Sự khôn ngoan, sự hiểu biết mà ta có được bởi Thiên Chúa ban cho ta, mà Thiên Chúa ban cho những ai tin vào Ngài, cho những ai yêu mến Ngài. Và để cho mình thêm lòng tin, thêm lòng yêu mến thì cần phải học hỏi để hiểu biết. Vì thế mà chặng đường học hỏi của anh em chúng ta về lòng thương xót Chúa là vô tận, vô biên. Không ai có thể vỗ ngực xưng tên nói rằng tôi hiểu biết về Thiên Chúa, tôi biết về lòng thương xót Chúa rồi. Chưa đâu. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng cho dù con có cả tất cả sách trên thế gian này cũng không viết cho hết về sự, về lòng thương xót của ta. Lòng thương xót là điều mà mỗi người cảm nhận được một cách khác nhau. Cũng như tình yêu, làm sao định nghĩa được tình yêu? Nó chiếm hồn ta một buổi chiều. Biết làm sao định nghĩa được tình yêu? Thơ, văn, ca, nhạc, kịch, ảnh, phim vô biên vô tận mà vẫn không nói cho hết. Đề tài xưa như trái đất mà vẫn luôn luôn mới như ánh mặt trời mới mọc, đó là tình yêu. Vậy thì thưa anh chị em và các bạn, lòng thương xót Chúa cũng thế. Mỗi người hãy dành những thời giờ mà nghe giảng về lòng thương xót Chúa đi, mà nghe những tất cả những đề tài này. Anh chị em thấy không? Trước mặt anh chị em là 7 cái máy về lòng thương xót Chúa đấy. Lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, rồi bài giảng lòng thương xót Chúa, rồi thơ tình lòng thương xót Chúa, rồi nhật ký lòng thương xót Chúa, rồi chuyện các thánh trong lòng thương xót, rồi radio hiệp hành trong lòng thương xót, rồi radio chuyện xưa trong lòng thương xót. Những chuyện xưa tích cũ mà có lòng thương xót trong đó mà. Hiệp hành với lòng thương xót mà. Chuyện các thánh mà chuyện các thánh sống với lòng thương xót mà. Cho nên khi mình khao khát học hỏi hiểu biết về lòng thương xót Chúa thì mình sẽ thấy rằng là lòng thương xót Chúa trong mọi lĩnh vực. Đâu cũng thấy lòng thương xót của Chúa. Ngồi mà đếm cát biển, sao trời, giọt mưa hay là hạt cát trong sa mạc, giọt nước trong biển khơi đếm nổi hay không? Đấy, con người mình đếm được chuyện đó không? Vậy thì mình không đếm nổi, mình mới thấy được sự vô biên bao la của Thiên Chúa. Và cái sự khôn ngoan, sự hiểu biết của mình chỉ là một hạt cát thôi.
và Chúa rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến Người theo lòng quảng đại của Người. Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình, nơi mọi phàm nhân. Và lòng quảng đại của Ngài, lòng thương xót của Ngài ban sự khôn ngoan, sự hiểu biết ấy cho những ai yêu mến Người. Và khi mình có lòng yêu mến Chúa, khi có lòng tín thác vào Chúa, thì ta sẽ không còn nói như là người chủ của em bé bị quỷ ám hôm nay, đó là lạy thưa Thầy, nếu có thể xin Thầy trách lòng thương, cứu giúp chúng tôi với. Mà lời cầu nguyện của chúng ta đúng ra là phải là nếu, không phải là nếu Chúa có thể, mà nếu Chúa muốn, nếu đẹp lòng Chúa, thì xin Chúa ban cho con ơn này, xin Chúa cất đi bệnh tật này, xin Chúa giải gỡ những khó khăn này, nếu đẹp lòng Chúa. Tức là mình hoàn toàn lệ thuộc, tùy thuộc, phó thác, tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa khi mình cầu nguyện như vậy. Chứ không phải là nếu Chúa có thể. Chúa nói ngay, sao lại nói có thể? Vì mọi sự đều có thể đối với người có lòng tin. Trong kinh Magnificat, Đức Mẹ tung hô Chúa là đấng đầy quyền năng, và trong lời đối thoại, trong phần truyền tin, đối với Chúa mọi sự đều có thể. Chuyện đã xảy ra như thế nào? Đối với Chúa mọi sự đều có thể. Thế Thần khẳng định với Đức Mẹ như vậy, và Đức Mẹ tin điều đó, và Mẹ là người có phúc. Đức Mẹ tin rằng đối với Chúa mọi sự đều có thể, và Mẹ là người có phúc. Vậy thì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, nếu mình đặt tất cả niềm tin thác vào Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, thì ta cũng được như Đức Mẹ, mình là người có phúc. Vậy thì các bạn muốn là người có phúc hay là người vô phúc? Có phúc. Có phúc thì chỉ điều duy nhất là tin tưởng, tín thác, yêu mến Thiên Chúa. Mà tin tưởng, tín thác, yêu mến Thiên Chúa có mất gì không? Không. Bây giờ bạn có đứa bé, đứa con của bạn đau, bạn đến bạn cầu khấn lòng thương xót Chúa, xin Chúa chữa lành cho đứa bé đó, bạn có mất gì không? Mất gì không? Có anh bạn vừa nói, thưa cha, cầu nguyện cho con, đôi chân của con, bác sĩ nói nó bị gì đó, thoái hóa gì đó, đầu gối đó. Hôm rồi đi lên cầu thang không nổi, vịn mãi mới lên được, lúc đi xuống rồi lết lết mới đi xuống được. Đi khám rồi, hai ông bác sĩ, một bác sĩ vô, ông ấy gõ đầu gối cốc cốc hai cái, cốc cốc hai cái, ông phán một câu, thoái hóa khớp gối, lấy 400.000. Ông bé kia nó bảo, vậy ông gõ 5 cái chắc ông lấy 500.000 quá. Thưa anh chị em, nếu có gõ thôi đến mấy trăm ngàn. Còn mình đến với Chúa có mất đồng nào không? Không. Mà tại sao mình không đến nhỉ? Mà tại sao người ta đến mình lại chê lại trách nhỉ? Lúc nào cũng xin, lúc nào cũng khấn, cũng cầu. Thì có bệnh thì vái tứ phương chứ. Đau bệnh mà chạy đến với Chúa xin thì có gì là sai? Phải không ạ? Nhưng mà khi mình đến mình xin có mất gì không? Không mất. Mình tin Chúa, mình yêu Chúa, đẹp lòng Chúa thì Chúa chữa lành cho con của con. Nếu không thì xin cho con cũng vui lòng đón nhận như thánh ý Chúa. Khi mình cầu nguyện xong mình đi về mình được bình an. Con mình có khỏi hay không khỏi, điều quan trọng nhất là chính mình được ơn là ơn bình an, ơn tín thác đã. Vậy mà bảo là sai à? Vậy bảo là mê tín à? Vậy mà bảo là cuồng tín à? Tôi cầu nguyện với tất cả niềm tín thác, với tất cả sự hiểu biết. Tôi tin tưởng, tôi phó thác, chứ không phải là tôi mê tín hay là tôi cuồng tín khác. Tôi xác tín vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa đã nói rằng là đối với những kẻ tin mọi sự đều có thể. Mà tôi tin thác vào Chúa, tôi công nguyện với Chúa để tôi được Chúa ban ơn chữa lành, sai ở chỗ nào? Còn nếu mà tôi nói rằng là lạy Chúa, nếu Chúa có thể thì Chúa chữa lành cho tôi, đó mới là điều sai. Vì mình giới hạn quyền năng lòng thương xót Chúa vào trong lĩnh vực là có thể, trong khi đối với Chúa mọi sự đều có thể.
Và hôm nay Chúa lại nói một cách mạnh hơn nữa. Đấy là đối với những người có lòng tin thì mọi sự đều có thể. Lòng tin chuyển núi dời non. Đối với người có lòng tin. Tin không? Mà muốn tin, muốn có sức mạnh ấy, các tông đồ đã không làm được cái việc là trừ quỷ. À, thầy ơi, các tông đồ, các môn đệ thầy không làm được chuyện này. Giờ thầy tính sao đây thầy? Chúa Giêsu thở dài và nói: ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin. Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin. Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ? Tôi còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ? Ngày hôm nay Chúa cũng buồn lắm. Chúa cũng buồn lắm vì người ta vẫn cứ không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Người ta dè biểu, người ta chê bai, người ta trách móc, người ta nói thế này, nói xin, nói sỏ. Vì người ta không tin vào lòng thương xót Chúa, không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Ôi thế hệ cứng lòng tin, ta còn phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ? Khi mình không tin vào Chúa, thưa anh chị em, mình đã thiệt thòi vì mình không được cái gì cả. Vì mọi sự đều có thể với người có lòng tin. Còn nếu mình không tin thì chả có cái gì có thể cả, chẳng được cái gì cả. Không những vậy mà còn làm cho Chúa đau lòng khi Chúa nói ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ. Chịu đựng sự cứng tin, cứng lòng của các ngươi cho đến bao giờ? Làm thế nào để mà các ngươi mới tin đây? Vì thế mà Chúa mới nói với thánh nữ Faustina là đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người, để họ tin, để họ được cứu. Vậy thôi. Mà không tin, Chúa đau lòng lắm. Ta còn phải chịu đựng đến bao giờ? Chịu đựng sự cứng tin đi đến bao giờ? Anh à, cho tới bây giờ anh vẫn không tin em nữa. Em phải chịu đựng sự cứng tin của anh đến bao giờ nữa? Em làm gì anh cũng không tin. Em nói gì anh cũng không tin. Bây giờ em biết làm thế nào để anh tin đây? Có những cặp vợ chồng, những người vợ nói như thế đấy. Hoặc ngược lại có những người chồng nói: sao em vẫn cứ nghi ngờ anh như thế? Đồng ý là ngày xưa anh có thể bê bối, có thể thế này thế kia, nhưng bây giờ anh đã là con hoang đàng quay trở về rồi. Mà sao cứ lôi cái quá khứ đó của anh ra để mà không tin anh? Thánh nhân nào mà chẳng có quá khứ? Tội nhân nào mà không có tương lai? Thánh nhân còn có những quá khứ hoang đàng, tội lỗi, đủ mọi thứ nữa mà. Còn anh cũng như thế thôi. Mà tại sao em vẫn không tin? Mà cứ mỗi lần có chuyện gì lại lôi chuyện cũ của anh ra để mà nhắc, rồi để mà đay nghiến, rồi thế này thế kia. Làm thế nào đây? Nếu mà có thể được, anh móc trái tim của anh ra cho em tin, anh cũng có thể làm. Hay là muốn anh chết trước mặt em và em mới tin? Chúa của chúng ta cũng vậy đấy. Hơn thế nữa, đã chết rồi, đổ máu và nước từ trái tim ra rồi, đã sống lại rồi, đã làm biết bao nhiêu điểm thiêng diệu lạ, mà họ vẫn cứ không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa là sao? Các tông đồ không có đủ lòng tin mạnh để mà xua trừ ma quỷ. Tại sao chúng con lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Cầu nguyện để có lòng tin vững mạnh. Cầu nguyện để có niềm sắc tín và quyền năng lòng thương xót Chúa. Cầu nguyện để có thể nói được với tất cả mọi người rằng là đối với người tin, mọi sự đều có thể. Mời anh chị em mở kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa, trang 9, cùng đọc kinh Rước Lễ Thiêng Liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy.
chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Đấng ban phúc cho đời, con tìm đến nương thân, lòng tin thác vào Cha. Dù tội lỗi của con trông chân, lại nhiều lỗi lầm và sai phạm, nhưng con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Vì Cha là niềm hạnh phúc, lòng tin khát bao Chúa không bao giờ tan úa, lòng tin khát vào Ngài mãi mãi không bao giờ nhạt phai, lòng tin khát vào Chúa không bao giờ tan úa, lòng tin khát vào mãi được hân phúc lâu dài. Lạy Cha đấng là nguồn cứu độ, đấng trường sinh nhân từ, xin đừng bỏ rơi con khi con đến tìm Cha. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 19 tháng 2, Thánh Barbato. Ngày 20 tháng 2, Thánh Osorio. Hiệp lòng một ý, cùng một thần chí, chúng ta là anh em một nhà. Hiệp lòng một ý, cùng một thần chí, chúng ta là anh em một cha. Hãy yêu thương, đừng chia rẽ, gánh đau thương cùng người đau thương. Hãy chân tình, lòng thành tâm, yêu mến nhau chia sẻ. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 19 tháng 2, Thánh Barbato. Ngày 20 tháng 2, Thánh Osorio. Ngày 19 tháng 2, Thánh Barbato. Thánh Barbato sinh năm 612 tại miền Benevento, nước Ý. Barbato được hấp thụ nền giáo dục Kitô giáo, và vì thế Barbato có một đời sống đạo hạnh tốt lành. Barbato sống đức tin của mình cách nghiêm túc, và đặc biệt Ngài rất thích đọc Kinh Thánh. Barbato được thụ phong linh mục ngay khi vừa đủ tuổi. Sau đó Ngài được bổ nhiệm làm cha xứ. Nhưng đời sống của một chủ chăn thật không được dễ dàng thoải mái chút nào. Một số người không thích Barbato nói động đến đời sống của họ. Thánh Barbato khuyên họ hãy sống tốt hơn, hãy sửa đổi đời sống.
Ngài nhắc họ ăn năn hối cải về những tội lỗi của họ. Có vài người đã tức giận. Họ hành hạ làm khổ Bapato và cuối cùng ép buộc Bapato phải rời khỏi sứ đạo. Vị linh mục trẻ hối hận. Ngài trở về Benevento, nơi Ngài sinh trưởng. Ở đây Bapato được tiếp đón rất nồng hậu. Nhưng cũng có những khó khăn nơi thành phố này. Nhiều người theo đạo Công giáo vẫn giữ lại những ngẫu tượng trong nhà của họ. Họ thấy thật là điều khó khi phải bỏ đi những bùa ngải ấy. Họ tin vào quyền phép ma thuật. Thánh Bapato rao giảng chống lại những mê tín dị đoan này. Nhưng do họ vẫn cương quyết giữ lấy những ngẫu tượng của họ, cho nên Thánh Bapato báo cho họ biết, vì tội lỗi này, thành phố của họ sẽ bị quân thù tấn công, và đã xảy ra đúng như vậy. Về sau, dân thành từ bỏ lầm lỗi của họ và là hòa bình đã trở lại. Rồi Thánh Bapato được tấn phong làm giám mục. Thánh nhân vẫn tiếp tục công việc cải hóa đoàn trên của mình. Ngày 29 tháng 2 năm 682, Thánh Bapato qua đời, hưởng thọ 70 tuổi. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của Thánh Bapato cho chúng ta liên hệ đến các cha xứ của chúng ta. Cha xứ nào, người mục tử đích thực nào, người mục tử của lòng thương xót nào cũng muốn cho con chiên của mình sống tốt lành để được hưởng hạnh phúc đời đời, để được hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Thế nhưng đâu phải mình khuyên bảo, mình nói họ làm điều tốt, mình nhắc nhở họ những sai lầm mà họ đã nghe đâu, họ đã mang ơn đâu. Có khi ngược lại, những con chiên ngoan cố, những con chiên cứng đầu, thấy mình nói đúng tim đen của họ, yêu cầu họ phải sửa đổi lại lối sống, một phần vì tự ái, một phần vì quyền lợi, một phần vì đam mê, một phần vì sức mạnh của quyền lực ma quỷ sở hữu nó mạnh hơn, cho nên họ đã không nghe thì chớ, thậm chí còn làm ngược lại và chống lại cha xứ của họ. Rất nhiều anh em linh mục coi sứ đã gặp những cảnh này. Hồi đó tôi còn giúp lễ, mấy cha đến dâng lễ trong giáo xứ tôi, nhiều cha khóc, khóc vì con chiên của mình nó cứng đầu, nhất là hay viết thư tố cáo lên tòa giám mục cha xứ của mình, khi không vừa ý, khi không hài lòng, khi bị bất mãn vì chuyện này chuyện nọ chuyện kia, khi mà xin không được như ý. Có những điều cha xứ không thể chiều lòng họ được. Họ muốn thí dụ cử hành bí tích hôn phối cho con của họ, nhưng mà không đủ điều kiện, làm sao làm? Có người còn hách dịch đưa 1.000 đô la, được chưa? Họ không, không được. 5.000 đô la được chưa? Tôi bảo cũng không được. Bao nhiêu thì mới được, chẳng bao nhiêu là được hết. Vì không đúng luật làm sao làm? Mình đâu thể phá luật lệ được, đâu phải lấy đồng tiền mà phá luật lệ được. Ví dụ như thế. Hoặc là mình không đi với những người giàu. Người giàu họ khó chịu, đại gia họ khó chịu. Và những người có tiền thì thường thế lực mạnh, có quyền. Họ nhiều khi quen biết ở trên nữa, nhiều khi tiếng nói của họ mạnh, mình cũng dễ bị bề trên hiểu lầm hoặc là cho chuyển sứ khác. Trong khi đó đại đa số là những người dân nghèo thì tiếng nói những người thấp cổ bé miệng, nói ai nghe, mà biết kêu ai. Cho nên đi về phía họ cũng bị người giàu chống đối. Hoặc là Chúa Giêsu, mình theo gương Chúa, la cà với những người tội lỗi, với những người mà bị giáo hội ruồng rẫy, ruồng bỏ chẳng hạn, cũng bị mang tiếng, thế không ạ? Mà không làm cũng mang tiếng, lười chẳng chịu xây dựng gì cả, xây dựng cũng bị mang tiếng là suốt ngày đập phá tốn kém. Giảng dài thì bỏ giảng dài, giảng dở giảng vô duyên, dài dài dở vô duyên, không giảng thì bỏ lười, chẳng chịu nản gì, chỉ có lười thôi, lười biếng không chịu giảng gì cả. Rồi đạo đức, giúp họ đạo đức tốt lành, cha này đạo đức quá, suốt ngày kinh kệ chẳng gì khác. Rồi dấn thân vào xã hội,
ông này chẳng có đạo đức gì cả, chỉ lao vào xã hội. Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, béo thì chê, béo trục béo tròn, gầy thì chê, xương sống, xương sườn lòi ra. Bây giờ thì tôi có một cái hướng rõ ràng, lòng Chúa thương xót. Tôi cứ đi đúng một hướng đó mà thôi, chí rao giảng, chí loan truyền, thì giúp cho những người giáo dân nhận biết được lòng thương xót Chúa. Rồi chính Chúa sẽ biến đổi họ. Vì Chúa đã biến đổi tôi thì Chúa cũng biến đổi họ. Và khi có lòng thương xót rồi thì anh em, chị em dễ dàng cư xử với nhau, dễ dàng đối xử với nhau, sao cũng được, miễn là Chúa được vinh danh và lợi ích các linh hồn. Ngày 20 tháng 2, Thánh Eusebio. Thánh Eusebio sinh vào thế kỷ thứ 8 tại thành phố Olanh, nước Pháp. Eusebio được hấp thụ một nền giáo dục Kitô giáo. Câu nói trích trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, chương 7 câu 31: thế gian mà chúng ta xem thấy đây đang qua đi, đã gây cho Eusebio một ấn tượng rất sâu sắc. Câu nói ấy giúp Eusebio nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta trên trái đất này thật rất ngắn ngủi. Thiên đàng và hỏa ngục mới là vĩnh cửu. Ngài quyết định tìm kiếm những niềm vui thiên đàng bằng cách chỉ sống cho riêng mình Thiên Chúa. Năm 714, Thánh Eusebio rời bỏ gia đình giàu có của Ngài vào tu trong đan viện Benedicto. Eusebio đã trải qua 7 năm ở đó, sống liên kết mật thiết với Thiên Chúa. Năm 721, sau khi người cậu là giám mục giáo phận Olanh qua đời, Eusebio được chọn thay vào chức vị này. Eusebio tuy lúc ấy mới chỉ được 25 cái xuân xanh, nhưng rất khiêm tốn. Ngài không muốn rời xa đan viện thân yêu của Ngài. Nước mắt giàn giụa, Thánh Eusebio đã xin đặc ân được ở lại một mình với Thiên Chúa trong đan viện. Nhưng sau cùng, Eusebio đã chấp nhận vì lòng yêu mến Đức vâng lời. Eusebio là vị giám mục khôn ngoan, thánh thiện. Thánh nhân đã giúp ích nhiều cho các linh hồn và bổ đạo trong giáo phận của Ngài. Carlo Martin, một nhân vật đầy quyền lực thuộc phe chính trị, thường hay lấy một số tiền của giáo hội để ủng hộ và giúp đỡ những cuộc chiến tranh của ông. Và bởi giám mục Eusebio nói cho Carlo biết điều đó là sai, Carlo đã tống giam giám mục Eusebio vào trong tù. Eusebio bị trục xuất lần thứ nhất đến Colonia, rồi đến một pháo đài gần Liège. Nhưng viên thống đốc coi sóc Eusebio đã lợi dụng tấm lòng hiền lành và khiêm nhường của vị giám mục để thu dụng các kẻ thù của ông. Sau đó ít lâu, ông lặng lẽ giải thoát vị giám mục khỏi cảnh tù đày và gửi ngài vào một tu viện. Ở đây trong sự thanh vắng, thánh nhân đã dùng cả quãng thời gian còn lại để cầu nguyện cho đến khi qua đời vào năm 743. Thưa anh chị em và các bạn, qua cuộc sống của Thánh Eusebio, chúng ta hãy suy nghĩ về lời khuyên tốt lành của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Corinto, mà chính nhờ lời khuyên ấy mà Eusebio đã nhận ra cuộc sống này quá ngắn ngủi, mới đi tìm hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng. Cũng qua đời sống dâng hiến, câu đó là: thế giới của chúng ta đây đang qua đi, bộ mặt thế gian đang qua đi. Những lời này ước gì sẽ giúp cho anh chị em và các bạn, nhất là bạn trẻ đang chạy theo thế gian với tất cả những đam mê, với tất cả những quyến rũ, với tất cả những gì hào nhoáng của thế gian này. Hãy nhớ, tất cả rồi cũng qua đi, mọi sự rồi cũng qua đi. Khi anh chị em mình có được câu đó, đó, lúc mình vui, mình cũng không vui quá, không hãnh diện, không phấn khởi phởi quá. Thành công, đừng có kiêu ngạo, vì mọi sự rồi cũng qua đi. Hôm qua còn đang vỗ tay, phấn khởi, cờ quạt, rồi chiêng trống ầm ĩ phấn khởi. Hôm nay còn gì không? Hôm nay thu dọn mệt gần chết. Rồi khi mình gặp thất bại, gặp thử thách,
Trời ơi, biết đến bao giờ, sao chịu đựng tới bao giờ đây? Hãy nhớ rằng mọi sự rồi cũng qua đi. Nay đau, mai đau rồi nó cũng qua đi mà. Giàu rồi cũng qua, rồi nghèo nó cũng qua mà. Đẹp rồi cũng qua mà, xấu nó cũng qua mà. Mọi sự qua hết, chỉ có lòng thương xót là còn tồn tại mãi mãi. Cho nên Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng là tất cả qua đi hết, chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Amen. Lòng một ý, cùng một thần chí, chúng ta là anh em một nhà. Hiệp lòng một ý, cùng một thần chí, chúng ta là anh em một cha. Sống tin yêu, đừng gian dối, hãy cho nhau tình người bao la. Sống chan hòa, lòng vị tha, không ghét ghen oán hận nhỏ nhen.